Thưa trình chào buổi sáng quý vị, mời quý vị theo dõi ngay sau đây chương trình Tin sáng. Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 12 và chúng tôi sẽ điểm qua ngay sau đây các thông tin nổi bật có trong phần đầu tiên. Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm và thua lỗ ở VNPT. Cần Thơ thưởng Tết cao nhất gần nửa tỷ đồng. Hơn 12.600 máy tính nhiễm mã độc đào tiền ảo qua Facebook. Thưa quý vị, Thanh tra Bộ Tài chính vừa mới kết luận Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã mắc hàng loạt các sai phạm, thua lỗ, tiềm ẩn mất vốn và khai thiếu thuế. Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết luận của đợt thanh tra công ty mẹ và các công ty con thuộc VNPT hồi năm 2016. Kết quả cho thấy có 3 trên 5 doanh nghiệp có số vốn đầu tư tiềm ẩn rủi ro, mất vốn khoảng 637 tỷ đồng. Có một công ty con thua lỗ 2.239 tỷ đồng. Nhưng nếu xét qua các năm, có 10 công ty con của VNPT đang kinh doanh thua lỗ. Theo Thanh tra Bộ Tài chính, thì trong số các dự án đang được VNPT đầu tư xây dựng, có 27 dự án chậm tiến độ từ 1 đến 7 năm so với quyết định phê duyệt đầu tư. Nhiều dự án đầu tư do VNPT thực hiện đến nay đã phải dừng hoặc là giãn tiến độ. Quá trình thanh tra ngẫu nhiên 3 dự án do VNPT triển khai đã phát hiện một số vật tư thiết bị nhập khẩu có sự thay đổi về xuất xứ hàng hóa. Thanh tra Bộ Tài chính cũng phát hiện công ty mẹ VNPT kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng 104 tỷ đồng. Trước ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của công nghiệp 4.0 thì nhiều ý kiến lo ngại là lao động của các ngành thâm dụng lao động Việt Nam như dệt may, da giày có thể bị mất việc. Tuy nhiên, trả lời báo chí mới đây, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS nhận định lao động ngành may chịu ảnh hưởng nhưng không lớn từ tác động của công nghiệp 4.0. Theo ông Vũ Đức Giang, sự phát triển của công nghiệp 4.0 đang mang đến cơ hội cho tất cả các ngành, không riêng ngành dệt may. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng đặt ra các thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp. Thách thức thứ nhất là doanh nghiệp phải thay đổi kết cấu, mô hình của doanh nghiệp mình, phải chủ động đầu tư thiết bị công nghệ mới để theo kịp sự phát triển chung. Thách thức thứ hai là doanh nghiệp phải đào tạo cơ cấu lại lao động. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc làm của lao động nhiều ngành nghề, trong đó có dệt may. Nhưng theo ông Giang, lao động ngành dệt sợi sẽ chịu ảnh hưởng nhiều, còn ảnh hưởng đến lao động may không lớn do nhiều khâu trong sản xuất hiện nay, máy móc không thể thay thế con người được. Cái phần mà chúng ta làm, cái sản phẩm và trong thiết bị công nghệ hiện đại đấy, thì giá trị của cái áo đó cực kỳ cao. Không phải ai có tiền mua được cái sản phẩm mà có thể tăng cao hơn cao đâu. Thế thì đa phần là những người chúng ta đang ở cái mức trung bình khá. Thì cái phần này, cái kết cấu sản phẩm không phải cái cấu nào cũng đưa vào được cái máy thiết bị công nghệ đó. Nhiều bước công đoạn không phải máy nào cũng làm ở đâu. Chỉ có một số thôi. Nhưng tôi cho rằng là cái việc ảnh hưởng lao động không? Có, nhưng không lớn. Cũng theo VITAS, năm nay là năm tăng trưởng khá ấn tượng của ngành dệt may khi kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cán đích 31 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2016. Một trong những yếu tố đóng góp cho sự tăng trưởng trên là do doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư máy móc, công nghệ mới, bắt kịp các xu thế của công nghiệp 4.0 trong ngành dệt may. Theo công bố từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thành phố Cần Thơ có mức thưởng Tết dương lịch và nguyên đán năm 2018 cao nhất của các doanh nghiệp, lần lượt là 116,5 triệu và 466 triệu đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết, ngày 21 tháng 12, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã báo cáo mức thưởng Tết dương lịch và Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, đa số tăng so với các năm trước. Theo đó, bình quân thưởng Tết nguyên đán của các loại hình doanh nghiệp tại Cần Thơ từ 2,9 đến 8,4 triệu đồng một người, Tết dương lịch từ 2 đến 11 triệu đồng. Mức thưởng Tết nguyên đán năm 2018 cao nhất là 466 triệu đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp. Mức thưởng này tăng gần 82 triệu đồng so với Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và cũng là mức thưởng cao nhất từ trước đến nay. Mức thưởng Tết nguyên đán thấp nhất là 200.000 đồng thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh trong khu công nghiệp. Còn mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 116,5 triệu đồng, thấp nhất là 400.000 đồng, đều thuộc các doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp. Trong một con số mỗi ngày của chương trình Tin sáng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số là 12.600.
Thưa quý vị, trong chương mục Con số mỗi ngày của bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số 12.600. Đây là số máy tính tại Việt Nam bị nhiễm mã độc đào tiền ảo lây lan qua Facebook. Theo thống kê từ hệ thống giám sát virus của BKAV, những kẻ tấn công mạng hacker đã lập trình để sinh tự động biến thể virus mới nhằm tránh bị phát hiện bởi các phần mềm an ninh. BKAV ghi nhận là cứ 10 phút thì hacker lại tung lên một biến thể virus. Tính tới thời điểm hiện tại thì đã có khoảng hơn 500 biến thể của mã độc đào tiền ảo được tung lên mạng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo phân tích của BKAV thì vào sáng ngày hôm qua, hacker đã thêm vào biến thể mới nhất là mã độc có khả năng đăng bài lên các nhóm thay vì chỉ qua Facebook Messenger như ở phiên bản đầu tiên. Virus sử dụng tài khoản của nạn nhân để đăng video giả mạo chứa mã độc kèm theo nội dung mời gọi. Điều này khiến cho số lượng nạn nhân tăng lên nhanh chóng theo cấp số nhân. Theo Phó Chủ tịch phụ trách mảng chống mã độc anti-malware của BKAV thì động cơ của hacker là lây nhiễm virus vào các máy tính để phục vụ mục đích đào tiền ảo. Nguy hiểm hơn là mã độc còn cài sẵn chức năng lấy cắp mật khẩu Facebook. Vì thế, BKAV đã tích hợp công nghệ có thể xử lý triệt để tất cả các biến thể của mã độc Facebook đào tiền ảo mà không cần cập nhật mẫu nhận diện mới. Người dùng có thể tải phần mềm BKAV phiên bản mới nhất để diệt virus. BKAV có cả phiên bản cho phép dùng miễn phí. Bên cạnh đó, thì BKAV khuyến cáo người dùng nên nhanh chóng diệt virus, đổi mật khẩu tài khoản Facebook và cảnh giác khi nhận được file gửi trên Facebook. Mời quý vị tiếp tục giữ kênh để cập nhật các thông tin đáng chú ý tiếp theo. 128 nước bỏ phiếu chống quyết định của Mỹ về Jerusalem. Sản xuất thực phẩm hữu cơ, doanh nghiệp gặp khó trong nguồn cung nguyên liệu.